Trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu về chiếc bóc sạc mà hỗ trợ sạc cho cả laptop của Quy Điền Quy Điền 188 RTQC Thì đây là một chiếc bóc sạc mà sử dụng cái chip LTC 3780 Đây là chip nhập khẩu từ Mỹ Cho nên cái hiệu suất của chiếc bóc sạc này rất là tốt đó, Hiệu suất chuyển đổi có thể lên lên đến 90% trăm ừ, Chiếc bóc sạc này có hai đầu ra Trong đó đầu ra một là hỗ trợ cái sạc nhanh quỹ trả 2.0 Điện áp của chiếc bóc sạc này ra có thể là từ 0 cho đến 24V Và nó có thể hỗ, nó hỗ trợ sạc cho laptop Nó lắp được 8 pin 8650 và cái công suất ra tối đa của nó là 85W Nó sử dụng cái củ sạc có, có, có thể sạc vào là từ cổng micro USB 5V 3 hoặc là sử dụng cái nguồn DC 18 đến 20 V 2A để sạc cho máy. Đây là cái bên trong của chiếc Box lại thì bạn sẽ thấy là nó sẽ gồm có một cái dây cáp. Cái dây cáp này là cổng 5525 năm, năm, năm. dùng để sạc ra hoặc là xả ra hoặc là sạc vào của box một tờ hướng dẫn sử dụng như ở đây là bằng tiếng Trung và chiếc box chiếc bóc này thì nó lắp được 8 pin cho nên là nó khá là dài các bạn thấy ở đây đây là chiếc box màu trắng thì các cái thông số của trên chiếc box thì thì các bạn thấy thứ nhất là nó là một most qd 188 tám qc cái dung lượng của nó có thể lên tới là 20.000 mAh thực ra 8 pin nếu mà các bạn lắp đủ cả 8 và cái pin các bạn dùng là dung lượng 3.400 mAh của Panasonic thì cái dung lượng nó sẽ lớn hơn đây chỉ là một cái dung lượng mà người ta ước lượng thôi đầu vào từ 5 cho đến 19V tức là bạn có thể dùng cổng micro USB hoặc là sử dụng các cái cổng của DC để sạc đầu ra thì không 24V nó có 3 đầu ra USB 1, USB 2 và đầu ra mở thì Để mở chiếc box này Mà mở hộp đựng pin thì nó có một cái lẫy gạt xoáy đây Vậy cái việc mở box này khá là tiện Bạn chỉ việc là sử dụng một cái đồng xu Hoặc là một cái lẫy xoay ngang cái này ra là xoay xoay cái bóc xoay xoay sang nước mở khóa là xong rất là dễ nó có nút activation, để kích hoạt chiếc box, mỗi khi mà bạn lắp pin mới thì bạn sẽ phải cần ấn nút này để kích hoạt box. Việc sử dụng cái nút kích hoạt này để ngăn cái trường hợp mà bị chập mạch. Bởi vì khi mà bạn lắp sai cực pin thì khi đấy thì mạch nó chưa mở cho nên là nó sẽ bảo vệ được mạch của bạn. Có ba đầu ra USB1, USB2 và đầu ra M. Nó có một đầu vào DC vào điện một chiều. Thì cả đầu ra và đầu vào đây đều sử dụng cái cổng năm để vào và ra đó là hai một và năm năm hai để ra là năm và vào là năm năm hai nó có một cổng vào nữa là micro usb ở phía góc bên phải này thì để sạc trên chiếc box này chúng ta cần một cái củ sạc khá là tốt nó phải có cái dòng mà hỗ trợ dòng cỡ khoảng độ 3 a thực ra 2 a thì cũng được nhưng mà sạc nó sẽ hơi chậm đây là đằng trước chiếc box bạn sẽ thấy là nó có một nguồn muốn điều khiển bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm lắp pin vào và kích hoạt chiếc móc này chúng ta cần đến 8 viên pin ở đây tôi sẽ lắp thử 8 viên pin cũ vào Bây giờ chúng ta cần ấn kích hoạt cái box này. Để kích hoạt cái box, các bạn có thể dùng tâm hoặc là gì đó để bạn chọc. Để ấn nút activation ở đây Để chiếc box khi kích hoạt. Cái dung lượng pin ở đây tôi còn không nhiều. Vì tôi đang lắp pin cũ. Có lẽ chúng ta sẽ cần sạc lên. 10 5V. Điện áp ra đa đang là 5V và điện áp ra cổng DC là 12V đầu ra 1, đầu ra 2 thì đây nó có báo cái đầu ra cho các cái điện áp bạn thấy đấy 1 là cổng USB 1, 2 là cổng USB 2 và 3 là đầu ra mở đang là 22V da pin 10% dòng ra bây giờ chúng ta sẽ thử sạc cho chiếc box này thì để sạc ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái USB dây micro USB trước Trên đây chúng ta sẽ sử dụng một thiết bị đo UA để chúng ta đo xem là cái dòng sạc của chiếc box này đang là bao nhiêu Thì Trên SIM box này có cái đồng hồ đo cho nên là các bạn có thể dễ dàng theo dõi cái Dòng và cái điện áp sạc của chiếc box Thì Điện áp sạc của trước bóc theo cái đồng hồ đo đang là 1,67 trên cái đồng hồ đo trên bóc này thì cái dòng sạc thì nó cũng nó nó hiển thị đang là khoảng độ 1 đây có lẽ là có cái sai số một chút giữa cái dòng sạc vào và cái điện áp sạc đây là cái dòng này đây đang đo là cái dòng của pin dòng sạc của từng pin chứ không phải là cái dòng sạc của cả trong bóc bạn thấy là cái điện áp ở đây là từ 4 bốn v cho đến là bởi vì cái pin chúng ta đang là pin mới và áp à, xin lỗi pin phục cũ và vừa lắp cho nên là cái điện áp của các pin nó không chưa ổn định cho nên cái dòng, các bạn thấy là dòng sạc đây nó nhảy giữa các cái bộ chúng ta bốn bộ pin bốn bốn nhóm pin được mắc nối tiếp với nhau sạc đang là 467. Chúng ta sẽ thử một cái sạc thứ hai là sạc từ cổng DC. Để sạc từ cổng DC thì chúng ta sẽ phải sử dụng một cái nguồn mà hỗ trợ cái điện áp từ 18 cho đến 22 V. Em thấy là cái điện áp ở đây đang giờ là cái điện áp đang vào từ cái 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 đầu vào để sạc pin. 5, 1 bởi vì cái pin này chưa ổn định Bây giờ chúng ta sẽ thử một cái củ sạc, củ sạc DC Thì cái đầu sạc của nó là đầu vào 5521 Vì vậy mà ở đây tôi có một cái củ sạc mà chế ra cái từ cái nguồn của Asus 19V 19V đấy Và ở đây tôi đã chế ra cái đầu 5521 thì Chúng ta sẽ thử sử dụng xem cái củ sạc này thì cái dòng sạc nó sẽ báo như thế nào chúng ta sẽ cắm vào cái cổng in dc của nó đấy thì đối với cổng dc đầu vào thì dòng sạc của nó có thể nhận được tối đa là 2 a Chẳng thấy là khi cắm vào thì hiện tại nó đang nhận là 2 a vậy khi mà sạc với củ sạc laptop sạc vào pin thì cái pin sẽ lên nhanh phần trăm nhanh hơn là so với cổng micro USB này là thì đáp sạc và nhận ở phía của pin đầu vào của DC đã là 14,7 và cái trong sạc nó là 2A thì cái chiếc bóc này có cái đồng hồ báo cho nên là cái việc theo dõi cái phần trăm pin rồi là cái điện áp vào ra nó đơn giản hơn rất nhiều so với cả các chiếc bóc khác hơn nữa là cái đồng hồ ở đây là đồng hồ LCD hiển thị được rất nhiều thông tin ừ, đã sạc và chờ một chút cho cái dung lượng nó lên khoảng độ 30% Các bạn thấy là khi mà cái phần trăm pin pin nó đầy dần thì cái điện áp ở phía đầu vào pin nó sẽ tăng dần. Đây là 15,6. Vừa nãy chúng ta đang có nó chỉ là 14 bốn thôi, bây giờ đã lên 15,6 V. vẫn thế. Hay ạ. À. Như vậy chiếc bóc sạc này thì sạc chủ yếu là từ cổng nguồn DC là chính. Còn nếu các bạn dùng cái nguồn cổng sạc micro USB cũng được nhưng mà khi đấy thì nó sẽ khá là chậm. đây là cái tài liệu hướng dẫn sử dụng của chiếc box. các bạn thấy thì thấy ở đây là nó có ba cái phần hiển thị của đồng hồ, nhất là hiển thị cái phần trăm pin, thứ hai là hiển thị cái điện áp, rồi là vào hoặc là cổng ra, dưới này ở đây là hiển thị cái dòng sạc và cái công suất ra ở đây. Uhm. chiếc box này có cái chế độ tự động tắt, tức là khi mà nếu bạn để auto ở khi mà cái dòng ra mà nó dưới khoảng độ 300 400 mAh thì cái chiếc bóc này sẽ cắt vì vậy nếu mà các bạn sử dụng cho các cái thiết bị mà có cái dòng có cái công suất nó nhỏ ví dụ như cái switch thì bạn sẽ tắt cái tính năng tự động tắt này đi tức là chuyển về nó sẽ nó thì trong video tới thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng bật tắt cái tính năng này ờ, ừ, chiếc bóc này có hai ba cổng ra cổng ra một thì hỗ trợ quý trạc hai cổng ra hai thì chỉ là 5V nội và cổng ra 3 cổng ra mờ này là hỗ trợ ra cái điện áp từ 0 đến 24 V. Uhm, đây là các cái giải dạ, công suất chip Từ cổng cổng vào thì là 18 đến 20 V. Thì nó sẽ ra vào tối đa là 2A, 5 V thì nó vào tối đa được 3A qua cổng USB. Điện áp ra từ 0 đến 16 V thì là 5A. Từ 17 đến 19 V thì công suất ra à, dòng ra tối đa sẽ là 4,72A từ 20 cho đến 21V thì dòng ra tối đa sẽ là 4,25A từ 21 cho đến 22 là 4A và 22 đến 23 là 3,86A từ 23 đến 24V là 3,69A như vậy thì chiếc bóc này có hoàn có thể hoàn toàn sạc cho tất cả các loại laptop hiện có trên thị trường uhm, đầu vào đầu ra USB 1 hỗ trợ kích chạc 2 thì 5V thì nó sẽ là 2,5A, 9V sẽ là 2,2A và 12V sẽ là 2A. Cổng ra USB 2 thì tối đa sẽ là 5V và 2,5A. Bây giờ chúng ta sẽ test thử cái cổng ra 1, cổng ra 2 trong cái video này để chúng ta test xem cái dòng ra tối đa của nó sẽ là bao nhiêu. Thì để test ở đây thì tôi sẽ sử dụng một cái điện thoại và một cái máy tính bảng chúng ta test thử. Ừ, chúng ta sẽ test thử cái cổng ra hai trước bởi vì đây là cổng ra 5 v bình thường ừ. chúng ta sẽ test thử đối với cả điện thoại các bạn thấy với điện thoại thì ở trên mạng bản thân trên cái bóc này nó đã có cái đồng hồ đo rồi đấy, nó đang select cái cổng ra là ba cổng ra cái điện áp và cái dòng sẽ ra nhảy lên lượt 1.7 chúng ta đang ra được cái điện cổng 2 là 1.7 thì đấy là cái điện áp của pin còn hiện tại thì đo ở trên thiết bị ra thì bạn thấy nó sẽ là 1.65 66 1,66 V à xin lỗi 1,66 A còn um, chiếc đồng hồ này tắt bạn muốn bật lên thì bạn ấn đây 1,7 từ A 1,7 từ A đây là cái dòng da nhưng mà phía pin còn khi cổng ra thì nó còn trải qua một số cái bộ phận chuyển đổi nữa và bị nó sẽ bị tụt áp và cái dòng da thực sự khi, khi đo nó đầu ra nó sẽ là 1,66 5 Ừ, um, tiếp theo chúng ta sẽ test thử đối với máy tính bảng. Xem cái dòng ra đối với máy tính bảng sẽ là bao nhiêu. từ các máy tính bảng cái dòng ra nó sẽ cao hơn. Anh thấy dòng ra với máy tính bảng là, là 1.87 86. Còn khi đo ở trên bóc về phía pin thì cái dòng ra nó sẽ là 1,9 ra cái dòng 1,86 này thì cũng chính là bằng cái dòng tối đa mà cái bóc cái cái máy tính bảng này có thể nhận được thì các bạn có thể thử lại bằng cách là chúng ta ở đây chúng ta sẽ đo lại đối với cả sử dụng củ sạc sử dụng củ sạc sử dụng sạc máy tính bảng em thấy là cái dòng sạc đối với máy tính bảng khi mà sử dụng qua cái thiết bị đo này chỉ là cỡ à khi sử dụng củ sạc nó chỉ là 1,86 thôi nó cũng không cao hơn Vậy cái chiếc bóc sạc này rất là tốt Nó có thể ra được cái công suất mà Cần như tương đương với cả khi mà các bạn sử dụng cục sạc thì tiếp theo chúng ta sẽ thử xem là cái công suất tối đa Của chiếc bóc này khi mà chúng ta kéo Sử dụng cái tải Thì làm việc đó thì ở đây tôi sẽ sử dụng thêm một cái Tải giả lập nữa bởi vì cái chiếc bóc có đồng hồ đo nên có lẽ chúng ta cũng không cần phải sử dụng thêm cái đồng hồ đo này bóc này đang ở chế độ tự động tắt cho nên là nếu không có tải thì trong khoảng độ 15 năm giây thì chiếc bóc này sẽ tự động tắt và sẽ cần nó lên tám cắm tải và xem là cái dòng tối đa cộng hai sẽ lên bao nhiêu nó thấy là cái cổng hai này lên được cái dòng tối đa là khoảng độ cỡ 25 A thôi chữ bóc này có cái khả năng là ôi, chế độ bảo vệ Chị khi mà nguồn ra quá tải sẽ tự động cắt 2,4 tầm 2,5 nó sẽ cắt số tối đa ra của cổng 2 chỉ là vậy còn cổng 1 thì nó sẽ cao hơn và có nhiều mức điện áp hơn và cổng M nữa đây là một chiếc bóc khá là tiện dụng bởi vì bạn có thể đồng thời sạc cho cả laptop và các thiết bị điện mà cái giải điện áp nó rất là rộng từ 0 cho đến 24V cái tiện rất hay là có thể sạc cho laptop thì trong video tới thì tôi sẽ test cái khả năng sạc cho laptop tức là sử dụng cái dòng da cùng da mờ này xin ơn các bạn đã theo dõi